các bạn, và hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn một cái app cực kỳ hay, có thể sử dụng hai camera ngay trên một chiếc điện thoại để quay video. Rất là hay nha, phù hợp với những bạn nào thích làm TikToker hay YouTuber review đồ ăn hay du lịch. Hãy nhớ thả tim và follow cho True Smart nhé, không lừa đâu. Đầu tiên các bạn vào App Store hoặc là Google Play, rồi đi tìm DoubleTake giúp mình này. Ở đây thì mình đã tải sẵn rồi, mình chỉ cần ấn mở thôi. Ok, và ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có cam sau lẫn cam trước, và chúng ta có thể quay video cực kỳ dễ dàng luôn. Cái này sẽ lưu ngay trên máy của bạn. Ngoài ra ấy, thì các bạn có thể lựa chọn nữa này. Đây, ở dưới này có hình của camera, các bạn ấn vào giúp mình nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn, tại vì của mình là iPhone 11 Pro nên có 3 cam ở đằng sau này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta có thể lựa chọn 2 cam bất kỳ, như là một cam góc rộng, một cam selfie, hoặc một cam tele, một cam selfie. Đó, các bạn có thể tha hồ lựa chọn, cực kỳ dễ luôn và phù hợp với những bạn nào thích làm TikToker, du lịch, review đồ ăn, vân vân. Rất dễ luôn. Thế nhá.